Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa và ân điển của Ngài không phải bởi những gì chúng ta có thể làm được. Cho nên chúng ta không cần phải cầu nguyện lâu dài. Chúng ta cũng không cần phải nán lại để chúng ta nài nỉ Chúa. Chúa Ngài muốn tìm thấy trong tấm lòng của chúng ta một tấm lòng ăn năn thật và đặt lòng tin nơi tình yêu và sự thương xót của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời, chúng ta nhận được phước hạnh, được Chúa Ngài tha thứ và được làm con Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi nghe biết các anh chị em trong hội thánh đơn giản đã thảo luận và nhiều người đã được phước của Chúa vì được đào sâu hơn vào ở trong sứ điệp và tìm hiểu thêm về lời của Chúa để rút những bài học để chúng ta áp dụng cho đời sống của mình. Thì một trong những điều mà hội thánh của Chúa rất yếu đó là chúng ta có một cái khoảng cách quá lớn giữa kiến thức của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta, lý trí và thực hành lời của Chúa. Và khi chúng ta quyết tâm và chọn làm theo lời của Chúa dạy, học mà không làm theo thì như người dại xây cất nhà của mình ở trên cát. Còn học mà làm theo lời của Chúa thì mới như người khôn ngoan xây cất nhà của mình ở trên đá. Vì cả hai căn nhà này theo như lời của Chúa Giêsu dạy đều sẽ trải qua những thách thức khi có mưa đổ xuống, nước dập lên, gió thổi, lay động. Thì cái căn nhà mà được xây ở trên vần đá thì được vững, không sập, không hư hại. Mà cái nhà xây ở trên cát là những người nghe mà không làm theo lời của Chúa dạy. Thì chúng ta thấy rằng khi chịu ở dưới cùng một thách thức, nhà đó sập và hư hại rất nhiều. Điều đó nhắc cho chúng ta một bài học rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta học và chúng ta phải thực hành lời của Chúa. Bằng không thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Chúng ta sẽ có một cái đinh ninh rằng đời sống của mình chắc chắn đó. Nhưng mà khi cơn thử lửa đến, khi có mưa đổ xuống, khi có gió thổi lay động, thì chúng ta thấy rằng lúc bây giờ thì chúng ta có muốn thay đổi cũng đã quá muộn. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước. Và một mục tiêu trong loạt bài này, ngoài việc chúng ta giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa được biết Chúa qua những điều chúng ta học và chia sẻ cho họ, thì cũng để giúp đỡ cho các nhóm hội thánh đơn giản chúng ta sẽ học và áp dụng cho đời sống của mình. Và có cái việc là chúng ta chịu trách nhiệm với các anh chị em ở trong nhóm. Vì chúng ta sẽ được kiểm chứng trở lại. Bạn nói hôm tuần rồi là bạn về sẽ làm điều đó. Nhưng có làm chưa? Và kết quả như thế nào? Đây là một trong những mục tiêu mà tôi tin rằng chúng ta cần cùng nhau đạt đến ở trong đời sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Bởi vì đời sống của con người của chúng ta ở trong những thời điểm này và những ngày sắp đến, chúng ta sẽ thấy có những bão tố, chúng ta sẽ thấy có những khó khăn. Vấn đề là chúng ta có vượt qua được và cuộc đời của chúng ta có đứng vững, hay nó sẽ ngã sập và hư hại như những người không có Chúa. Bởi vì học lời Chúa mà không làm theo thì không có gì bảo đảm là cuộc đời của chúng ta có thể vững chắc được. Anh chị em hãy cùng nhau chúng ta học áp dụng lời của Chúa cho đời sống của mình, thì chắc chắn rằng lời của Chúa không bao giờ sai và chúng ta chắc chắn sẽ được đứng vững ở trong ơn của Chúa. Hôm nay bài thứ nhì trong loạt bài Hy vọng. Tôi mời anh chị em cùng suy nghĩ hy vọng cho những người nghèo khó. Và những lúc ở trong đời sống của chúng ta đối diện với những thách thức về tài chính, về những điều khó khăn mà chúng ta đối diện, thì chúng ta sẽ làm gì để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự bình an và vững vàng ở trong ơn của Chúa. Xin cùng mở lời Chúa với tôi ở trong Luca chương thứ 12. Chúng ta sẽ cùng nghe từ câu 13 cho đến câu số 34. Và chúng ta sẽ tập trung vào câu 22 đến câu 32. Bây giờ một người trong đoàn dân thưa với Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con." Người đáp: "Này người kia, ai đặt ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?" Ngài phán với họ: "Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật." Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ: "Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây? Vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn. Rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại.
Vậy của cải của ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ: vậy nên ta bảo các con đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Vì sự sống quý hơn là đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem lời quả, chúng không gieo, không gặt, cũng không có giữa lẫm hay kho tàng, thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim rất nhiều. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vậy, nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? Hãy xem hoa huệ lớn lên thế nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa này. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn mặc cho được thế, huống chi là các con. Vậy các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Đây là một phần Kinh Thánh tuyệt vời, một kho tàng của những điều chúng ta có thể học được. Nhưng mà chúng ta có thể rút tỉa những bài học để chúng ta đi đến một cái kết luận, đó là cuộc đời của chúng ta, sự sống của con người chúng ta, mục đích không phải là để chúng ta thu lượm và tích lũy của cải cho nhiều. Và đó là lối sống và đường lối sống của loài người ngày hôm nay, nhất là những người ở tại Hoa Kỳ này. Ước mơ là làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, mua nhà sang hơn, chạy xe đắt tiền hơn, và cuộc đời của mình sẽ được hưởng nhiều hơn. Tất cả những điều đó không sai, nhưng nếu đó là mục tiêu của đời sống của chúng ta thì chúng ta thất bại trong cuộc đời của mình. Vì theo lời của Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng sự sống của con người của chúng ta nhiều hơn là chỉ đi làm kiếm tiền để chúng ta tích lũy và có nhiều của cải. Và Chúa Giêsu Ngài dạy ẩn dụ đầu tiên để trả lời cho một cái sự gọi là xen lấn vào trong lúc Đức Chúa Giêsu đang giảng lời của Đức Chúa Trời, đang giảng về vương quốc Đức Chúa Trời. Có người la lên: xin thầy bảo anh của tôi chia cho tôi cái phần gia tài thuộc về tôi. Trong luật của Cựu Ước thì chúng ta biết rằng trong gia đình thì người anh cả sẽ được hai phần trong số những phần mà gia tài của cha mẹ để lại, thì anh được hai phần, còn những phần còn lại thì chia đều ra cho những người em kế. Không biết người anh cả này đã làm cái gì mà người em đã la lên và xin Chúa bảo rằng: hãy bảo anh của tôi chia gia tài cho tôi. Chúa Giêsu Ngài trả lời rằng: ai cho phép các ngươi đặt ta làm quan án để đi chia gia tài cho các ngươi? Chúa Giêsu muốn nói rằng mục đích của Ngài lớn hơn là đến để chia gia tài cho chúng ta và xử kiện cho chúng ta. Bởi vì có những điều quan trọng hơn rất nhiều. Chúa Ngài nhìn thấy tấm lòng của con người này, đó là tham của cải, mà bây giờ đem cái chuyện nhà của mình la làng ở giữa mọi người và xin Chúa Ngài can thiệp vào. Chúa Ngài kể câu chuyện. Câu chuyện này nó là một câu chuyện có tính cách tỉnh thức cho loài người của chúng ta. Chúa kể có một người giàu kia, ruộng của người được mùa lắm. Anh ngồi anh tính toán, anh nói rằng mùa năm nay mình được nhiều như vậy, để làm sao mình có đủ chỗ chứa. Cho nên anh nghĩ đến một cái kế hoạch. Bây giờ mình phải phá những cái kho chứa cũ nhỏ để làm những kho chứa lớn hơn. Cái đó cũng không sai, bởi vì kế hoạch để có thể có sức chứa lớn hơn để thu nhận cái lúa thóc mà Đức Chúa Trời đã ban phước ở trên đời sống của mình, để mình có được một cái mùa thu hoạch trúng như vậy, thì nó không sai. Nhưng mà cái sai ở tại đây đó là anh tính như thế này: sau khi mà mình thu lúa thóc, mình bỏ vào trong cái kho lớn hơn mới này, rồi anh có một kế hoạch. Lúc bây giờ anh sẽ nói với linh hồn của mình. Anh nói rằng: linh hồn ơi, người có phước lắm, của cải của ngươi bây giờ nhiều, thức ăn thì ăn nhiều năm không hết. Nhưng bây giờ hãy nghỉ ngơi,
ăn uống và vui vẻ. Chúng ta thấy cái kế hoạch của cái ông nhà giàu này là chỉ hướng về trong. Và Đức Chúa Trời thì Ngài dựng nên con người của chúng ta, Ngài muốn chúng ta hướng ngoại. Ngài muốn cuộc đời của chúng ta nhận phước của Chúa, rồi chúng ta san sẻ phước đó ra. Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan, chúng ta chia sẻ cái kết quả của sự khôn ngoan đó để chúng ta giúp cho gia đình nhân loại. Ngài ban cho chúng ta những khả năng trong đời sống của chúng ta để chúng ta làm lợi những khả năng đó để chúng ta phục vụ. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Như thi thiên mà tôi đọc trong thời giờ kêu gọi, Đức Chúa Trời định như vậy. Ngài dựng nên muôn vật và Ngài cho muôn vật có cái cơ hội để ca ngợi Ngài. Người này quên một cái điều rất là quan trọng, cái anh nhà giàu này quên một điều rất là quan trọng. Anh có thể là mướn người để cày xới đất, gieo giống. Nhưng mà anh quên một điều, đó là anh không có làm cho giống được lớn lên. Nhưng mà ai làm cho nó lớn lên? Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi anh thu nhận được cái kết quả của việc Đức Chúa Trời Ngài ban và Ngài thực hiện, thì anh kế hoạch cái tương lai của anh không có Đức Chúa Trời trong đó. Và tất cả mọi việc tốt. Cho đến câu số 20, Đức Chúa Trời đến và Ngài báo cho một điều mà người này cũng không có khả năng để có thể gìn giữ được. Đó là hỡi kẻ dại kia. Chúa gọi cái người giàu có trần gian này mà không giàu có ở trong Đức Chúa Trời là một cái người dại. Bởi vì ngay hôm nay, linh hồn của ngươi được đòi lại. Đức Chúa Trời nhắc cho cái người xin Chúa xử kiện, chia gia tài cho mình, đám đông trong ngày hôm đó, các môn đồ của Ngài và chúng ta ngày hôm nay, một điều rất là quan trọng là cuộc sống của chúng ta do Chúa ban cho. Linh hồn của chúng ta mà Chúa cho đang ở trong thân thể của chúng ta đó, nó đến từ Chúa và một ngày Chúa sẽ đòi nó lại. Tức là cuộc đời của chúng ta là do Chúa Ngài cho vay mượn. Ngài mới là chủ của đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta kế hoạch tương lai của chúng ta mà không có Đức Chúa Trời ở trong đó, thì chúng ta thấy rằng thật là dại dột. Khi cái người giàu này chết, theo như lời của Chúa nói ở trong câu 20 đó, thì khi đứng ở trên bên cạnh cái mộ của anh, thì người ta sẽ hỏi, ông này chết để lại bao nhiêu? Để lại cái gì? Câu trả lời đúng nhất đó là anh bỏ lại tất cả, vì con người chúng ta không đem được bất cứ một điều gì. Cái quyệt của chúng ta dù có giàu đi cỡ nào đi nữa, người ta có thể đào một cái quyệt lớn bằng mẫu ruộng đi nữa, thì cũng không chứa hết được tất cả những gì chúng ta muốn đem theo. Nhưng mà cái quy luật không biết từ đâu, nhưng mà khắp nơi trên thế giới thì chúng ta thấy rằng người ta rất là chật hẹp đối với những người chết. Trên cái quyệt đó người ta đã có một cái kích thước rồi. Nếu chúng ta có tiền mà chúng ta đi ra nghĩa trang, bây giờ chúng ta mua 4 phần đất và chúng ta nói rằng khi tôi chết đó đào cho tôi 4 phần, họ cũng không cho. Vì đã định rồi. Vừa đủ cái quan tài của anh hạ xuống, hai bên không dư nhiều, rồi đắp lấp lại. Tôi cũng thường dùng hình ảnh. Chúng ta không có đi thấy lái xe ở trên đường, chúng ta không thấy một đoàn xe tang đi qua. Và ngay phía sau cái xe chở quan tài có một cái xe dọn dẹp, gọi là U-Haul hay là Rider, chạy phía sau cái chiếc xe chở quan tài của cái quần áo cái gì đó của người chết. Nhưng mà không, nhiều lắm là có chiếc xe kế tiếp chở những con người, vợ con của cái ông đó, con cháu của ông đó, những người bạn thân của ông đó. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta chết, chúng ta không đem gì theo được. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta chỉ tập trung vào công việc kiếm được nhiều tiền của, mà chúng ta không sống làm nguồn phước cho những người lân cận, không có mục đích rõ ràng cho cuộc sống của chúng ta, thì khi chết chúng ta là cái người dại nhất, bởi vì chúng ta để những của cải đó lại, không mang theo được. Nhưng mà suốt cuộc đời của mình mất đi những cơ hội, mất đi cái vai trò làm cha, làm mẹ, vai trò người thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì sống đủ và hầu vị Chúa đủ để tôi có thể nhắc nhở anh chị em điều này. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời trong cái mục tiêu là làm để chu cấp cho gia đình của mình, để con cái của mình có thức ăn, có áo mặc, có iPhone, iPad, iPod, đủ một thứ để nó có, để nó chơi. Mà những người cha, người mẹ này đã đánh mất gia đình và con của mình. Khi họ có tất cả những điều đó,
cung phụng cho con cái. Trong khi con của họ, nếu chúng ta hỏi thì họ nói rằng tôi là người mất cha, vì cha không có mặt ở nhà trong những bữa cơm, cũng như là không có mặt ở trong đời sống của tôi. Người con nói rằng tôi có được những của cải này, những thứ này, những cái máy mới nhất, nhưng mà tôi mất mẹ vì mẹ không có mặt ở trong đời sống. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta qua cái ẩn dụ mà Chúa ngài dạy tới đây về người giàu mà dạy đó, để nhắc nhở chúng ta một điều rất là quan trọng. Như Chúa Giêsu ngài đã xác nhận, sự sống của con người không chỉ tại giàu có của cải mà thôi, có nghĩa là còn có những điều quan trọng hơn, còn có những điều giá trị hơn, và những điều mà khi chúng ta qua đời chúng ta có thể mang theo được với chúng ta. Bởi vì chúng ta cần nhớ rằng cuộc đời của chúng ta trên đất này chỉ là một cái cõi tạm rất ngắn ngủi. Có hình ảnh để chúng ta thấy nó ngắn đến cỡ nào. Nếu từ đây cho đến cõi đời đời là một đường thẳng, thì cuộc đời của mỗi một chúng ta trên đất này nhiều lắm là 100 trên dưới 100 đó, nó chỉ là một chấm ở trên cái đường thẳng này mà thôi. Rất ngắn. Mà nếu chúng ta tập trung vào những chuyện của một đời sống tạm bợ này mà chúng ta quên đi cái sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời ngài dựng nên phần tâm linh của chúng ta là nó sống đời đời, nó không chết. Nhưng mà sống ở đâu đời đời? Với Chúa tại thiên đàng hay là đời đời trong quả ngục? Những quyết định và việc làm của chúng ta ngày hôm nay sẽ quyết định chúng ta sẽ ở đâu cho đến đời đời. Thì rất là quan trọng, mình chị em hãy để ý đến điều đó. Vì sẽ có cái ngày mà câu 20 này được xen lẫn vào trong câu chuyện Chúa dạy tới đây. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải của ngươi dự trữ sẽ thuộc về ai? Anh chị em có câu trả lời không? Nếu chưa thì Chúa cho chúng ta sẽ sớm có câu trả lời, để chúng ta đặt lại thứ tự ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Sau khi nói với đám đông như vậy, Chúa Giêsu ngài nhìn vào gia đình và ngài dạy cái phần kế tiếp mà chúng ta sẽ tập trung trong thời gian còn lại của chúng ta hôm nay, về việc Chúa ngài nhắc nhở chớ lo lắng. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ: vậy nên ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Tại sao? Câu số 23: vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Cảm ơn Chúa. Chứ bà đừng lo lắng. Có phải là Chúa nghe bảo đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mình lo đồ mặc, là Chúa bảo chúng ta đừng làm gì hết, cứ ngồi đó chờ Đức Chúa Trời ngài làm cho chúng ta? Không. Chúa muốn chúng ta vẫn phải sinh hoạt. Thì nó không có nghĩa là chúng ta ngừng làm việc và đợi Đức Chúa Trời nuôi chúng ta. Đức Chúa Trời nuôi loài chim, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải tìm kiếm thức ăn cho mình. Đức Chúa Trời cũng nuôi con người. Nhưng con người của chúng ta cũng phải trồng trọt, cày cấy, bung tưới. Lời của Chúa cũng cho chúng ta thấy một cái sự thật cũng rất là quan trọng. Mà trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 3 câu số 10: nếu một người không làm việc, người đó sẽ không được ăn. Đó là lời của Chúa. Như vậy làm sao chúng ta có một sự quân bình được ở đây, giữa làm việc mới có ăn và đừng lo lắng về cái ăn cái mặc của mình? Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được những lẽ thật quan trọng về những điều mà chúng ta cần được nhắc nhở tới đây. Chúa bảo chúng ta chớ có lo lắng. Sứ đồ Phaolô cũng nói lên cùng một ý này: chớ lo phiền chi hết. Cả hai lời dạy này cho chúng ta thấy một điều ở trong đời sống của chúng ta về sự lo lắng. Đó là thứ nhất, lo lắng không cần thiết. Vì sao chúng ta không cần phải lo lắng? Bởi vì điều đó không cần thiết. Chúa Giêsu ngài dạy ở trong ẩn dụ này và ngài nói rằng nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống, ngài há chẳng ban cho chúng ta thức ăn để bảo tồn sự sống đó sao? Người không có Chúa, người ta còn biết trời xanh voi xanh cỏ. Chúng ta thừa biết điều đó.
Ngài ban cho chúng ta thân thể ngày hôm nay, rồi ngày mai chẳng lẽ Ngài để cho chúng ta chết đói? Dĩ nhiên là không. Nhưng mà tại sao chúng ta lo? Nếu Đức Chúa Trời là đấng có quyền và ban chúng ta những điều rất lớn, chúng ta đã nhờ cậy Chúa để tìm sự sống đời đời và nhận được sự sống đời đời là chuyện lớn vô cùng, lớn hơn 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm ở trên đất này mà chúng ta tin và nhờ cậy Chúa. Rồi giờ chúng ta xoay qua, chúng ta lo những chuyện nhỏ. Đó là điều vô lý. Cho nên lo lắng không cần thiết. Chúng ta cần phải được nhắc nhở điều này trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có một cuộc sống khôn ngoan hơn. Và Chúa Ngài dùng một hình ảnh mà chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy mỗi ngày. Ở trong Matthew thì trong một cái khung cảnh khác mà Chúa Giê-xu Ngài dạy cùng một cái bài học này, thì Chúa dùng những con chim sẻ. Chim sẻ thì thấy nó sạch, nó đẹp, nó dễ thương. Và đằng này Chúa Ngài nói đến những con quạ. Quạ đen mà chúng ta thấy nó không có gì hấp dẫn, không có gì đẹp hết á. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng để cho chúng ta thấy, hãy xem loài quạ. Chúng không gieo, không gặt, cũng không có dựa lẫm hay kho tàng, thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi chúng. Các con quý trọng hơn loài chim rất nhiều. Con quạ nó đang thui, đang thủi cái mỏ nhọn nhọn, ham ăn, ăn đồ dơ đó. Nó không gieo, không gặt, cũng không xây dựa lẫm, Đức Chúa Trời nuôi nó. Chúa đem so sánh chúng ta với con vật xấu xí để Ngài nói một điều đó, rằng chúng ta quý hơn những con chim đó rất là nhiều. Anh chị em, chúng ta cần được nhắc nhở rằng chúng ta rất được Chúa trân quý. Chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, chúng ta được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Tiếng Anh thì họ có một cách nói rằng trong tất cả tạo vật của Đức Chúa Trời, loài người của chúng ta là thượng đỉnh, là cái vương miện của tất cả những tạo vật. Chúa yêu con người lắm. Và cái sơ đồ bản vẽ để thiết lập nên con người của chúng ta là Đức Chúa Trời Ngài lấy chính mình Ngài, thì phải là quý lắm. Cho nên anh chị em đừng đem so sánh mình tệ hơn con quạ. Chúa Ngài bảo rằng chúng ta quý hơn chim quạ rất là nhiều. Nó còn được Chúa Ngài ban cho thì huống chi là chúng ta. Vì vậy đừng sợ, vì các con quý giá hơn loài chim rất nhiều. Điều tương tự này cũng được áp dụng cho các sự ban cho thiêng liêng trong đời sống của chúng ta. Chúa Ngài dùng tội tớ của Chúa Sứ đồ Phaolô để nói ở trong Roma chương 8 câu 2-32: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Chúa ban cho chúng ta trọn gói. Bao nhiêu những cái quý báu trong đó mà chúng ta cứ lo cái giấy gói, đặt câu hỏi với Chúa, thắc mắc về ơn chữa lành, về sự ban phước của Chúa, về những điều mà Chúa Ngài rằng Ngài đã ban cho chúng ta điều quý nhất. Và tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jesus Christ đều là phải và amen. Mà chúng ta cũng cứ đi theo, mà chúng ta lo lắng, mà chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao, mà chúng ta lo những chuyện nhỏ nhặt. Xin Chúa giúp để chúng ta qua bài học này học được một điều rằng Chúa Ngài cho chúng ta biết chúng ta rất giá trị ở trong tấm lòng của Chúa. Chúa Jesus đem cái hình ảnh này để so sánh, để nhắc một cái điều rất là quan trọng. Đó là nếu Đức Chúa Trời Ngài chăm lo cho những con quạ, cho những hoa ở ngoài đồng, thì Ngài chắc chắn cũng sẽ chăm sóc chúng ta, vì chúng ta quý trọng hơn những loài đó rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Tại sao chúng ta không nên lo lắng? Vì lo lắng không những không cần thiết, nhưng mà nó còn là vô nghĩa nữa. Chúng ta không thể nhờ lo lắng mà làm cho đời sống mình kéo dài thêm được một khắc. Câu 26, Chúa nói: Vậy nếu việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác?
Phải không chị em, có ai trong chúng ta tại đây có thể nhờ sự lo lắng của mình mà làm cho đời sống chúng ta dài thêm được một giây không? Không. Đến giờ ra đi thì phải ra đi. Cho dù người ta muốn đi ngược cái đồng hồ, sửa chỗ này sửa chỗ kia, nhưng mà cái bộ máy bên trong Đức Chúa Trời đã định bao nhiêu ngày, đến giờ đó thì cũng phải đi thôi. Cho nên đừng tập trung vào những điều mà mình không thể làm được. Chú rằng cái chuyện nhỏ như vậy đó, cái chuyện là cuộc đời của các ngươi đó, có phải nhờ sự lo lắng mà làm cho nó được dài thêm một khắc không? Một số bản dịch khác của Kinh Thánh của tiếng Anh thì là dài hơn được một giờ đồng hồ. Cái đó còn thấy thêm một giờ đồng hồ nữa chắc cũng là khó đó. Nhưng mà tại đây Chúa Ngài nói rằng trong bản dịch của tiếng Việt của chúng ta và trong nguyên tác, một khắc tức là chỉ trong một nháy mắt chúng ta có làm cho cuộc sống của chúng ta được dài hơn hay không? Không. Theo kinh nghiệm của tôi thì lo lắng sẽ làm nó ngắn hơn chứ nó không dài hơn. Vì có nhiều người lo quá mà chết sống. Héo hon chết sống. Chúa Giêsu Ngài nhắc vậy, nếu việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Ý của Chúa muốn nói rằng giao cho Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta lo lắng là chúng ta đóng vai Đức Chúa Trời, mà chúng ta lại không có khả năng, cho nên càng lo chúng ta càng thấy mình bị căng thẳng. Xin Chúa cho để một ngày chúng ta sẽ trở nên giống như chim sẻ, như chim quạ, như hoa ngoài đồng, như các em bé, những trẻ em ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Con quạ không lo ngày mai mình ăn cái gì, vì Đấng đã dựng nên nó biết nhu cầu của nó. Hoa ngoài đồng cũng không lo kéo chỉ dệt vải. Chúa nói rằng vua Solomon dù có sang trọng như thế nào cũng không được mặc một cái áo đẹp như Chúa Ngài mặc cho hoa ngoài đồng. Là thứ mà hôm nay ở ngoài đồng để ngày mai người ta ném vào lò lửa. Hay là trẻ em, chúng ta còn nhớ lúc mình còn nhỏ không? Có ai thấy có một em nhỏ nằm gác tay lên trán và đặt cái câu hỏi ngày mai mình ăn cái gì? Không. Chuyện đó chuyện của cha mẹ lo. Nó biết một điều, đó là thức ăn sẽ có trên bàn và áo quần sẽ được cha mẹ sắm cho nó. Xin Chúa cho để chúng ta trở lại giống như con trẻ trong niềm tin của chúng ta và lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Lúc nhỏ thì không có lo, nhưng mà lớn một chút cái bắt đầu lo. Và tôi thường nói, lo lắng là cái điều chúng ta học để lo. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng học để ngừng lo. Người hồi nhỏ mình đâu có lo đâu. Lớn lên mình bắt chước những người lân cận. Nhìn qua nhìn lại thấy có người nằm gác tay lên trán. Hết tay phải duỗi xuống mỏi thì đưa tay trái lên. Cứ nằm gác tay lên trán suy nghĩ và lo cho chuyện của ngày mai. Như vậy lo lắng là việc chúng ta có thể học để lo. Thì xin Chúa cho để lời của Chúa cũng giúp đỡ chúng ta học để đừng lo. Lo lắng không lợi ích. Lo lắng vô nghĩa. Giống như Đức Chúa Trời nuôi loài chim quạ và Ngài mặc đẹp cho bông hoa. Nếu Ngài mặc đẹp cho loài hoa là thứ không phải là con cái của Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ mặc đẹp cho chúng ta là con cái của Ngài. Anh chị em, xin cho tôi nhắc, Chúa rất quý trọng anh chị em. Chúa quý trọng chúng ta vì chúng ta là con cái của Ngài. Mà nếu chúng ta đem, để chúng ta đưa lên một cái cán cân, thì chúng ta xem ở tại đây đó là chim quạ, là hoa ngoài đồng, là những thứ không có giá trị, mà Đức Chúa Trời lại chu cấp cho nó, huống chi chúng ta là con cái của Ngài. Nếu Ngài mặc cho hoa đẹp như vậy, thì Ngài cũng sẽ mặc đẹp cho con cái của Ngài. Là chúng ta không lo. Lo lắng là dấu hiệu của ít đức tin. Đức Chúa Giêsu không nói là không có đức tin, nhưng mà Ngài nói rằng ít đức tin. Ngài đang nói với các môn đệ của Ngài, Ngài đang ở trong cách nói của người Mỹ, đó là giảng cho ban hát. Và trong các thế kỷ trước, các thập niên trước, thì trong buổi nhóm là có ban hát ngồi ở phía sau bục giảng của mục sư.
Họ là những người đi nhóm lại thường xuyên, họ là những người nghe mục sư, tại vì ngồi ở trên đó mà ngủ gục thì xấu hổ. Cho nên khi nói đến những gì mà gọi là cho những người đã biết rồi đó, thì người ta gọi là preaching to the choir, giảng cho ban hát. Vậy họ là những người thường xuyên đi nhóm, họ là những người ở trong ban hát, họ là những người đã phục vụ. Và đáng lý ra là những người này, những điều này họ đã biết rồi, nhưng mà giảng cho ban hát là giảng những điều mà đáng lý phải biết. Và Chúa Giêsu nhìn các môn đồ của Chúa và Ngài dạy những điều này, và Ngài nói đến là ít đức tin. Có nghĩa là họ có đức tin để được cứu, nhưng họ không có đủ đức tin để không lo lắng. Có nghĩa là họ tin vào Chúa Giêsu nhưng họ không tin những gì Ngài nói. Vậy là chỗ mà chúng ta thấy nó nhức nhối ở đây. Chúng ta tin, và chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa cho sự cứu rỗi, cho sự sống đời đời, mà những điều Chúa Ngài bảo với chúng ta chuyện nhỏ thì chúng ta lại không tin. Chúa hỏi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh lo, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vì chúng ta ít đức tin cho nên chúng ta nói mệt mỏi con phải tự lo, chứ còn giao cho Chúa, Chúa không lo con chết sao? Cho nên chúng ta cứ ôm cái lo lắng, rồi mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, bởi vì chúng ta không tin rằng Chúa Ngài là đấng làm những điều Ngài nói. Một người lo lắng về cái ăn cái mặc là người nói rằng Chúa nói như vậy chứ Chúa con không tin nổi rằng Chúa có thể chu cấp cho đời sống của con. Đó là chỗ mà chúng ta cần phải giải quyết. Ít đức tin và tin một phần, mình xin Chúa cho để chúng ta tin tất cả. Đức Chúa Giêsu phán, Đức Chúa Trời sẽ ban cho các ngươi thực phẩm và quần áo. Chúng ta có tin điều đó không? Thiếu đức tin cũng có ý nghĩa khác. Nó có nghĩa là chúng ta thoái chí, chúng ta chán nản bởi hoàn cảnh của chúng ta. Đó là chỗ mà nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt ở cái chỗ này. Mọi việc tốt thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của mình đi theo Chúa nó đang suôn chảy, thì thấy mọi việc đều tốt. Nhưng mà khi có một cái thách thức gì xảy ra một cái đó là chúng ta bắt đầu nghi ngờ. Chúng ta liền đặt câu hỏi. Là chúng ta buông bỏ và chúng ta nói rằng ôi, tôi có thể giữ được những điều đó không? Tôi có thể tin được hay không? Xin Chúa cho để chúng ta sẽ là những người nói rằng chúng ta tin trong lúc mọi việc êm ái, tốt đẹp, và cũng tin Chúa khi bão tố xảy ra. Mà chúng ta phải có những chuỗi ngày tin Chúa và gây dựng chuẩn bị, như tôi nói, chúng ta phải có đức tin và gây dựng đời sống của mình để chuẩn bị trong những lúc mà căng thẳng thấp, để rồi chúng ta khi gặp căng thẳng cao đó, chúng ta mới có thể đối diện được với nó. Và lời của bài hát sáng hôm nay, ban hát dựng giới thiệu cho chúng ta là điều mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta được kiên lập trở lại trong đời sống của chúng ta. Nghe và làm theo lời của Chúa. Nghe và làm theo để rồi chúng ta có một chuỗi kinh nghiệm Chúa, để rồi chúng ta khi gặp những thách thức thì chúng ta không buông bỏ, chúng ta chạy như là những người không biết Chúa. Chúng ta sẽ vững vàng. Lúc đó chúng ta lại càng đứng vững càng hơn ở trong Chúa, là bởi vì chúng ta biết Chúa Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua được bởi vì chúng ta đã nghe, làm theo, áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta không thể nào thất bại được. Hoàn cảnh nó có thể làm cho chúng ta thoái chí. Hoàn cảnh có thể làm cho chúng ta chán nản. Và khi chúng ta vững vàng ở trong ơn của Chúa, thì chúng ta có thể vượt qua được. Sáng hôm nay là Chủ nhật mà lòng của chúng tôi rất là phấn khởi, vui mừng. Sau năm tuần lễ thì đối diện một cái thách thức rất là lớn ở trong đời sống, mà có lẽ nhiều người suốt cuộc đời của mình cũng không phải trải qua như Michael và Kemi đã trải qua. Trong 10 tháng mất hai đứa con trai của mình. Nhiều người khi đối diện với một thử thách nhỏ hơn điều đó rất nhiều, đã bỏ Chúa, đã chối Chúa. Nhưng mà ngay cái tuần thứ nhì, hai cháu đã xin phép chúng tôi, bà cho tụi con đi đến, nhất là bài giảng ở trong loạt bài Khi đời cho bạn những quả chanh. Hãy ngợi khen Chúa. Chúng con muốn đến nhà thờ để ngợi khen Chúa. Đời có thể ném cho chúng con những cái trái chanh, nhưng mà chúng con đã chọn rồi. Sống ngày nào ngợi khen thờ phượng Chúa ngày đó. Nhưng mà trong cái ý kiến chuyên môn của bác sĩ trong gia đình,
đã được Michael và Kimmy chọn để làm bác sĩ nhi đồng. Là bác gái, là bác sĩ Ginny nói rằng nó chưa có chích ngừa đủ, cho nên thôi để cho cháu ở nhà, chờ ít nhất là nó chích ngừa đủ của một tháng rồi hãy đi nhà thờ. Chúng tôi có thể chia sẻ, giảng dạy lời của Chúa cho hội thánh và trong đó có con cái của tôi. Nhưng mà cái quyết định làm theo lời của Chúa là quyết định của từng người. Các cháu làm chứng lại thế nào? Bởi lời của Chúa áp dụng làm theo, mà trong lúc bão tố khó khăn, một cơn bão lớn như vậy vẫn có thể đứng được. Trong lúc ở nhà tập việc, bài hát mà sáng hôm nay giới thiệu được tập ở trong những ngày Michael và Kimmy ở nhà. Họ hát nhắc nhở cho chính mình và công bố ở giữa trời đất, Đức Giê-xu là nền tảng vững chắc. Sẽ có gió thôi. Sẽ có mưa đổ. Nhưng tôi sẽ đứng vững, bởi vì Đức Chúa Trời của các thế hệ, Ngài đã thành tín thì Ngài không thể nào là thất tín ở trong lúc này, ở trong đời sống của tôi. Hãy nhìn chim hòa, hãy nhìn hoa ngoài đồng. Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không ngồi gãi đầu và nói rằng không biết hôm nay nuôi bao nhiêu con quạ trên thế giới này, ta phải làm gì cho nó nè. Ngài thành tín. Quạ của 100 năm trước, của 500 năm trước và quạ của ngày hôm nay, không có con nào nhìn lên trời và lo hôm nay không biết đấng tạo hóa cho mình ăn cái gì. Và Chúa Giê-xu nói rằng chúng nó là không có giá trị cho lắm so với chúng ta. Chúng ta giá trị hơn nhiều lắm đối với loài chim. Thế đừng để hoàn cảnh nó làm cho chúng ta thoái chí. Như tôi nhắc anh chị em trong loạt bài trước, thử thách chính là điều mà đến từ ma quỷ. Và nó muốn làm đủ mọi cách để kéo chúng ta ra khỏi sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời gọi chúng ta. Để chúng ta buông bỏ những gì chúng ta tin và chúng ta đã nói cho nhiều người rằng tôi tin Chúa như vậy. Khi chúng ta quyết tâm vẫn tin Chúa, vẫn bước đi, Đức Chúa Trời Ngài sẽ biến mọi sự trở nên lợi ích cho chúng ta. Hoàn cảnh của chúng ta cũng có thể làm suy yếu và thậm chí phá hủy niềm tin của chúng ta. Cho nên một trong những điều mà tôi khuyến khích anh chị em, tôi nói rất là nhiều trong sinh hoạt của chúng ta, khi khó khăn đến, đừng chăm chú nhìn vào trong khó khăn. Càng nhìn thì trong ánh mắt của chúng ta nó sẽ là chuyện nhỏ, nó quá ra lớn. Nhìn riết rồi nó qua mắt. Cái nhìn tốt nhất của chúng ta là rời bỏ nan đề và hướng tầm nhìn của chúng ta lên Đức Chúa Trời toàn năng. Thì nan đề của chúng ta nó sẽ trở nên đúng cái kích cỡ của nó. Đừng để cho một cái ổ kiến trở thành một cái núi hùng vĩ. Mà hãy nhìn đấng vĩ đại của chúng ta để chúng ta thấy nan đề là nan đề, nó là một phần của đời sống. Lo cái ăn cái mặc là chuyện mà Chúa nói ở đây thật sự là tuyệt vời. Các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm. Nhớ các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Amen anh chị em. Các dân tộc trên thế gian vẫn tìm kiếm là bởi vì họ không phải chỉ là không phải là người Do Thái, không phải là tuyển dân của Chúa, nhưng mà là những người không có Chúa trong đời sống. Thì những người này họ có thể đi tìm, đi kiếm cái ăn cái mặc là cái chuyện cho rằng cho chuyện tự nhiên, bởi vì họ không có được Đức Chúa Trời là cha của họ, họ không phải là con cái của Đức Chúa Trời, thì họ lo họ đi tìm là phải. Nhưng chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta còn lo cho cái ăn cái mặc của chúng ta thì chúng ta quá tệ. Khi chúng ta lo là chúng ta nói xấu về Đức Chúa Trời và nói rằng Chúa không có quan tâm, Chúa không lo cho con, cho nên Chúa bước qua một bên để con tự lo tự liệu. Đó là thái độ của những người lo lắng. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cảm tạ
Ngài khen và trình dâng mọi nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Các môn đệ của Đức Chúa Giêsu lúc ban đầu ít đức tin. Và Chúa Ngài giúp đỡ họ, lần bước mỗi ngày họ trưởng thành hơn trong đức tin. Đến mức độ họ đầy đức tin ở trong Chúa. Mỗi cơ đốc nhân của chúng ta cũng phải trưởng thành và lớn lên trong đức tin như vậy. Và đó là tiến trình kéo dài cả cuộc đời mà chúng ta cần phải theo đuổi. Có những lúc Chúa Ngài cho phép những cái nghịch cảnh xảy ra để đặt câu hỏi với chúng ta rằng đức tin của chúng ta hiện tại, kích cỡ của nó như thế nào. Và cái nghịch cảnh gần nhất trong những ngày qua mà chúng ta cùng với cả thế giới này đối diện của Covid-19, thì chúng ta thấy cái ranh giới, cái đường vạch rất rõ giữa những người của nhà thờ và những người thật sự tin Chúa. Xin Chúa giúp để chúng ta cứ trưởng thành ở trong đức tin, vì chúng ta có đức tin mỗi ngày một kiện toàn, một lớn mạnh ở trong ơn của Chúa. Vậy các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng lo lắng quá, vì mọi điều đó các dân tộc trên thế gian vẫn tìm kiếm. Và Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Không có Cha phải tự lo. Có Cha mà hất Cha một bên để tự lo là một bức ảnh chúng ta thấy mâu thuẫn. Nhất là Cha của chúng ta là đấng giàu có, toàn năng. Sự khôn ngoan của Ngài không gì có thể dò được. Cho nên là con cái của Chúa, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng lo. Thì chúng ta đặt câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng đức tin của mình, để chúng ta không lo lắng nữa mà giao trọn cho Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng đức tin của mình? Thứ nhất, trước hết, chúng ta phải nhớ chúng ta là ai. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu người tin như vậy? Cảm ơn Chúa. Còn những người khác tin là mình là con ghẻ, phải không? Người ngoài, phải không? Không. Tất cả chúng ta, nếu chúng ta đã đặt lòng tin, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta bây giờ là người nhà của Chúa. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và Đức Chúa Trời luôn luôn làm những điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Thi Thiên 148 tôi đọc nguyên bản cho em sáng hôm nay đi kêu gọi chúng ta thờ phượng. Chúa Ngài làm cho tuyển dân của Chúa, cái sừng của họ được nó cao lên. Tại vì họ là những người gần Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài muốn ban phước ở trên con cái của Ngài để nói cho những đứa con của sự sáng tạo chưa tiếp nhận Chúa để làm con của sự cứu rỗi đó biết một điều, đó là ở trong nhà Cha luôn luôn là tốt nhất và dư dật. Chúng ta sẽ học đến bài học đó. Để những đứa con quang đàn sẽ tỉnh ngộ mà quay trở về biết rằng ở nhà Cha ta, đứa làm công thì nó cũng dư dật thức ăn hơn ta. Tới đây là con ruột, con ở trong nhà mà lại chết đói, thấy đồ ăn của heo ăn thèm nhiều nước miếng mà chủ nó cấm mày không được ăn thức ăn của heo, nó tỉnh ngộ. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận biết điều đó. Trước nhất chúng ta phải nhớ chúng ta là ai. Nếu hoàn cảnh, nếu Satan nó đến nó xúi chúng ta, lo đi, phải biết lo đi, không chết thì chúng ta phải nhớ mình là ai. Mình là con trong nhà. Cảm ơn Chúa. Tí nữa chúng ta sẽ được nhắc nhở thêm lẽ thật nữa. Cha của các ngươi đã cho các ngươi vương quốc của Đức Chúa Trời rồi. Chúa chẳng những hứa rằng Ngài chăm sóc chúng ta, mà Ngài nói rằng cả cái giang sơn của Ngài, vương quốc của Đức Chúa Trời đó, Ngài đã cho chúng ta rồi. Chúng ta bây giờ là người của vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con trai, con gái của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Mà chúng ta lại hạ mình xuống. Chúng ta cho mình tệ hơn là con quạ, tệ hơn hoa ngoài đồng, hoa dại ngoài đồng. Đừng bỏ cái vị trí phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải nhớ Đức Chúa Trời là ai. Muốn đức tin của chúng ta được gia tăng, thứ nhất chúng ta phải nhận biết mình là ai. Thứ hai, chúng ta cần phải nhận biết, phải nhớ Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi thường nói và nhắc lại với anh chị em điều này. Một số người lớn lên ở trong những thế hệ sau này thì
họ không thích cái điều này. Có một số phản ảnh ở Việt Nam, có một sư giảng Đức Chúa Trời là vua, chúng tôi ghét cái thời phong kiến. Cho nên hình ảnh Đức Chúa Trời là vua, nhiều anh em không thích. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, lời của Chúa cho chúng ta biết, không phải là ông vua là một cái ông vua gọi là như các ông vua của nhiều Việt Nam của chúng ta, có nhiều cái thế hệ. Ông vua mà chỉ tối ngày chỉ biết có cung phi mỹ nữ. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là vua tốt lành, là vua của vũ trụ này. Nói đến cái quyền tể trị của Ngài, quyền cai trị của Ngài, chứ không phải là nói đến cái việc quan liêu của ông vua. Cho nên đừng phiền về việc đó. Cha chúng ta là vua trên muôn vua, là chúa trên muôn chúa. Cảm ơn Chúa. Điều này cũng có thể có nghĩa là Chúa là vua trên muôn vua, tức là chúng ta là những ông vua nhỏ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì trong vương quốc Đức Chúa Trời không có dân. Cha của các người đã cho các người vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa không cho chúng ta chỉ có mấy lượng vàng, và Chúa cho chúng ta có tất cả kho lúa, tất cả những sự giàu có, tất cả những gì phước hạnh nhất của vương quốc của Chúa Trời. Ngài cho chúng ta cả nước, cả cái vương quốc của Ngài thuộc về chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời của tình yêu. Ngài yêu thương chúng ta với tình yêu vô điều kiện. Cha của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa quyền năng. Không có một điều chi là Chúa bất năng đâu. Cha của chúng ta là đấng khôn ngoan vô cùng. Ngài là Đức Chúa Trời vô hạn. Con của một người tài ba giàu có nhất ở trong vũ trụ này, khôn ngoan nhất trong vũ trụ này, yêu thương chúng ta nhất ở trong vũ trụ này, mà chúng ta lo, thì đó là lỗi của chúng ta ít đức tin. Nếu không có một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Chúa không biết, cũng không có một sợi tóc nào trên đầu chúng ta rụng mà Chúa không thấy. Chúa Ngài đã đếm tất cả những sợi tóc ở trên đầu của chúng ta. Anh chị em nghĩ Chúa Giê-xu dạy cái điều này có phải là Chúa nói quá lời không? Chắc không? Chắc. Ma-thi-ơ chương 10 câu 29-30. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Câu 30, ngay cả tóc ở trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đấng vĩ đại đó, đấng khôn ngoan vô cùng đó, có một cái khả năng lạ lùng đó. Ở trên thế giới, lúc Chúa Giê-xu dặn điều này và thế giới của chúng ta ngày hôm nay, số con cái của Chúa cũng đông lắm. Chúng ta đếm tóc trên đầu của một người, chúng ta đếm không xuể. Và Đức Chúa Trời đếm tóc của tất cả người con Chúa. Tóc là thứ mà có nhiều khi chúng ta, cái tuổi giao thời mà giữa tóc đen và tóc bạc, mới bắt đầu lúm một vài sợi bạc ra, chúng ta nhổ nó đi, chúng ta nói rằng cái tóc ngứa. Thật ra cái tóc ngứa không phải là ngứa ngáy mà ngứa mắt. Bởi vì không muốn người ta thấy mình có tóc bạc rồi, già rồi. Thế nó nhổ lắm. Mà nhổ một lúc thì chúng ta thấy nó sói cái chỗ đó, tại vì đến tuổi nó có tóc bạc. Cái thứ mà đối với chúng ta có nhiều khi chúng ta không còn thấy nó có giá trị. Và Đức Chúa Trời Ngài đếm từng sợi tóc ở trên đầu của chúng ta, và không một sợi nào rơi xuống mà Chúa không biết. Chúa quan tâm chúng ta một cách chi tiết. Luôn cả những việc chúng ta cho là chuyện nhỏ mà đối với Chúa Ngài quan tâm đến chúng ta như vậy. Không chỉ cái việc sống còn của chúng ta, cha của chúng ta đã biết nhu cầu của chúng ta rồi. Hãy an ninh trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Ngài. Hãy đặt lòng tin của bạn vào Đức Chúa Trời. Câu 31, nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Chúa bảo với chúng ta hãy tìm kiếm, đeo đuổi cái điều đáng tìm kiếm, đeo đuổi. Thân thể chúng ta quý trọng hơn rất nhiều đối với áo quần của chúng ta. Sự sống của chúng ta quý hơn rất nhiều đối với cơm ăn của chúng ta. Đặt trở lại đúng vị trí. An ninh là tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa muốn chúng ta đi tìm cái điều mà Chúa Ngài nói rằng, nói lợi ích cho chúng ta. Hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa.
tìm kiếm được nước của Đức Chúa Trời rồi thì những cái điều đó sẽ tự nhiên đến với chúng ta. Bởi vì khi tìm kiếm được nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì chúng ta thuộc về người nhà của Chúa, và người nhà của Chúa thì Chúa chăm sóc chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều, những đứa con ngoại, những con ngoài, những người của các quốc gia khác. Bây giờ làm sao để chúng ta tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời khi chúng ta đeo đuổi tìm kiếm chính Đức Chúa Trời và đặt Ngài vào trong vị trí làm vua cai trị ở trong cuộc đời của chúng ta. Thì vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện trong đời sống của chúng ta. Nước Chúa Trời nằm ở trong miệng của chúng ta anh chị. Khi một vị vua có thể bày tỏ ra vương quốc của người thì phải có đất. Khi đời sống của chúng ta muốn có được vương quốc của Đức Chúa Trời thể hiện, chúng ta phải dâng đời sống của chúng ta và mời Chúa làm vua cai trị. Khi chúng ta công bố Đức Chúa Giê-xu là vua của cuộc đời này, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của con là dân của Ngài, chúng ta đang tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghĩ đến tìm kiếm nước Chúa Trời trên hết mọi điều khác, khi chúng ta nghĩ về của cải ở trên thiên đàng, và Chúa Ngài muốn bảo cho chúng ta một điều, nếu chúng ta đọc hết chúng ta sẽ thấy điều này. Tất cả những việc xảy ra trên đất này, chúng ta sống 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm, tất cả là những buổi tập dượt cho cái sự sống thật của chúng ta là sống đời đời với Đức Chúa Trời. Bởi vì sự sống kia kéo dài lắm anh chị. Khi tôi nghiên cứu cái chữ đời đời thì có một ý niệm để nhắc cho chúng ta là nó nhiều đến độ không thể nào định con số được. Cho nên mới dùng cái chữ đời đời, forever, eternal, để nói đến nó không còn có thể nói 100 năm, 1000 năm, 10000 năm, 100000 năm, 1 triệu năm, nhưng mà là đời đời. Chúa bảo chúng ta hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tập trung nghĩ về thiên đàng luôn luôn. Để rồi chúng ta cũng sẽ đầu tư những việc mà khi lên đó chúng ta sẽ hưởng. Còn không, chúng ta sẽ tập trung vào những việc tạm bợ của trần gian này. Vì của cải chúng ta đau lòng của chúng ta đó. Chúa Giê-xu bảo với chúng ta hãy bán những của cải của mình và đem giúp đỡ cho người nghèo. Còn cái này khó làm không sư? Nó dễ khi chúng ta biết chúng ta làm công việc đó là để chúng ta chuyển ngân lên thiên đàng, là nơi không có trộm, là nơi không có sâu mối, không có tem rét. Tôi thấy ở trong đầu anh chị em bắt đầu tính. Chà, bài toán này sao khó. Anh chị em, cuộc đầu tư này theo như lời của Chúa là cuộc đầu tư lợi mồi bè. Bán hết của cải của mình đem bố thí cho người nghèo. Ý của Chúa tại đây không phải là chúng ta đem trưa nay đi về là kêu người ta đến bán nhà, rồi xong thứ ba đến mét mục sư Khánh ơi tôi bán nhà giờ không có nhà ở. Chúng ta có sự khôn ngoan. Ý của Chúa Ngài không nói như vậy, nhưng mà ý của Chúa Ngài muốn nói rằng chúng ta hãy đem những gì chúng ta có và đầu tư vào trong những gì sẽ mang đi với chúng ta lên thiên đàng. Đó là linh hồn của những người lạc mất, đó là con cái của chúng ta, đó là gia đình của chúng ta. Anh sẽ nhớ như vậy. Và sẽ dễ dàng hơn để chúng ta làm công việc này khi chúng ta biết nó là một cuộc đầu tư. Ai đầu tư cũng biết là chúng ta phải có một cái giai đoạn gọi là chúng ta gieo ra. Người dạy sẽ nói có một thùng lúa giống mà đem gieo xuống đất hết, lỡ nó mất hết làm sao? Thôi giờ đem ra cái chỗ xay lúa xay về làm được gần một thùng gạo ăn cho nó đã, thì sẽ không có mùa thu hoạch. Amen anh chị em. Có rất là nhiều người chỉ có một cái điều duy nhất ở trong lòng là muốn có nhiều ăn hết bao nhiêu. Nhưng mà đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời là khi chúng ta đặt vào ở trong tay của Đức Chúa Trời, chúng ta đặt vào trong tương lai của chúng ta gieo để rồi chúng ta sẽ có mùa thu hoạch. Cảm ơn Chúa và Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bạc phước trên chúng ta. Ngài sẽ khiến cho đời sống của chúng ta được kết quả một cách phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đầu tư
ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, nếu chúng ta đầu tư chỉ cho trần gian này thôi, lời của Chúa đã báo trước cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta không đi trước, ngày Chúa ngày trở lại, thì tất cả cũng sẽ mất ở trong lửa. Và công việc của chúng ta hãy đầu tư để nó sẽ không mất mà nó còn lại cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Tôi nỗ lực và đầu tư tất cả những gì Chúa cho có ở trong tay và trong những cuộc đời vào ở trong hội thánh của Chúa và trong công việc Chúa chung. Có thể anh chị em giờ này mở cái tài khoản của tôi ở trong ngân hàng chắc là không thấy có bao nhiêu. Mà tôi tin rằng khi chúng ta vào nước Chúa thì tôi đã đầu tư gần 40 năm qua, chắc chắn rằng sẽ có một cái phần gia tài ở trong Chúa. Vì tôi phục vụ một ông chủ rất là tốt lành. Amen anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta nhận biết điều đó để chúng ta không tính toán một cách theo như trần gian này mà thôi, nhưng mà tính toán theo nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đối kháng sự công chính, là để cuộc đời của chúng ta luôn luôn đeo đuổi để trở nên giống như Đấng Christ hơn mỗi ngày. Để đời sống của chúng ta là một đời sống khi đem so với Đức Chúa Jesus Christ, mỗi một ngày chúng ta giống như Chúa hơn. Cảm ơn Chúa. Vì có lời hứa cặp theo, trước hết là tìm kiếm ta vương quốc của Đức Chúa Trời, thì ta cũng sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Cảm ơn Chúa. Không những thế thôi, Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta vương quốc của Ngài. Đây là điều tuyệt vời. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ. Chúa Ngài yểm trợ những gì Ngài dạy ở trên. Bởi vì Ngài biết có những người như chúng ta bây giờ đang ngồi tính ở trong bụng. Đem bán của cải mình có, đem dâng hiến, đem đầu tư, đem chỉ giờ khả năng tài chính của mình mà đầu tư vào để giảng đạo cứu người, giảng đạo nuôi người, giảng đạo sai phái người. Như vậy mình có phải là đầu tư không đúng chỗ không? Chúa nói rằng đừng sợ. Vì cha của các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Chúa sẽ hậu thuẫn chúng ta. Trong cuộc đời của tôi sống với 1%. Tập trung và nỗ lực hết tất cả những gì tôi có để lo công việc Chúa. Bởi vì tôi đã được Chúa Ngài ban vương quốc của Ngài rồi. Thì tôi không chỉ dựa vào trong cái tài khoản ở tại ngân hàng của tôi mà thôi, nhưng mà trong sự giàu có của cả vương quốc của Đức Chúa Trời đã giao trong tay của tôi. Đúng điểm, đúng công việc Chúa Ngài sẽ cho rút ra để hầu việc Chúa và làm những công việc mà không bao giờ thiếu. Cảm ơn Chúa. Lo công việc Chúa, đầu tư vào trong công việc vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài hứa đừng sợ các con, đừng sợ hỡi bầy nhỏ, đừng sợ vì cha của các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Nước Mỹ này nói là một trong những cực giàu có nhất trên thế giới. Nhưng mà sự giàu có vương quốc Đức Chúa Trời là tất cả những sự giàu có ở trên thế gian này gom lại. Tất cả những sự giàu có trên thế gian này đều nằm ở trong tay của Chúa. Và Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta tất cả điều đó, Ngài yểm trợ chúng ta. Điều mà Chúa Ngài muốn nhắc chúng ta tại đây đó là đừng sợ, đừng lo lắng. Vì cha của chúng ta, Ngài chăm sóc chúng ta hơn những điều chúng ta biết chăm sóc. Cảm ơn Chúa. Lo lắng đến từ ma quỷ. Nó rất muốn chúng ta lo. Satan cố gắng làm suy yếu và phá hủy niềm tin của chúng ta bằng sự lo lắng. Và khi lo, chúng ta không còn tập trung được để chúng ta thờ phượng Chúa. Khó để chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. Cho nên ma quỷ tìm đủ một cách, nó đến nó rỉ tai chúng ta khi hoàn cảnh xảy ra xung quanh của chúng ta, khi chúng ta thấy lạm phát, khi chúng ta thấy xăng dầu lên giá, chúng ta thấy thực phẩm cái giá nó lên cao, đi vào trong tiệm ăn chúng ta thấy người ta đã in những cái thực đơn mới, không phải là các món ăn mới nhưng mà giá cả mới, thì có thể làm cho lòng của chúng ta trùng xuống và chúng ta bắt đầu lo sợ. Và ma quỷ nó cũng đến rỉ tai, lo đi con, lo đi, ngươi phải lo. Nếu chúng ta nghe lời của ma quỷ hơn là nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời và lời của Ngài, chúng ta sẽ lo lắng. Lo lắng nó làm cho đời sống chúng ta mất đi niềm vui, phước hạnh. Cho nên, hãy đứng lên và vượt qua sự lo lắng.
bằng cách chúng ta chống lại Satan. Nó nói một lời gieo lo lắng, chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời để giải quyết cái lo lắng đó. Nó nói hãy lo, chúng ta nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Cảm ơn Chúa. Nó bảo rồi ngươi sẽ thiếu hụt. Không, Đức Chúa Trời, tôi sẽ ban cho tôi đầy đủ mọi sự cần dùng, y theo sự giàu có của Ngài ở các nơi trên trời. Cảm ơn Chúa. Lo đi, chúng ta nói rằng không lo, bởi vì hỡi bầy nhỏ, Cha đã ban vương quốc của Đức Chúa Trời cho các con rồi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải liên tục nói với ma quỷ rằng hỡi quỷ Satan, hãy lui ra. Hãy nói với Satan rằng im miệng lại. Và công bố huyết của Đức Chúa Giêsu, sự cứu rỗi của Ngài, lên tiếng nghịch cùng người. Ngài đã thắng người rồi, Ngài đã thắng thế gian này rồi, và Ngài ban phước cho những kẻ thuộc về Chúa. Chúng ta phải tin vào những điều Chúa nói. Đó là điều rất là tự nhiên, phải không? Chúng ta đã tin và giao cho Chúa cả cuộc đời chúng ta, tương lai đời đời của chúng ta ở trong tay của Ngài, thì đừng dại dột lo lắng những chuyện nhỏ. Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa, Ngài thực hiện tất cả những lời Ngài hứa. Có một vị vua mà trong triều đại của ông gọi là vàng son của dân Do Thái. Vua David nói như thế này: xin Chúa cho để những người tin kính Chúa có một quá trình bước đi với Chúa, cũng sẽ đứng lên và nói với những người trẻ của thế hệ này như David nói: trước tôi trẻ, nay tôi già, nhưng chẳng hề thấy người công chính bị bỏ hay là dòng dõi của người đi ăn mày. Tại sao chúng ta lo lắng? Vì chúng ta muốn để gia tài lại cho con cái của mình, muốn cho nó có một đời sống tốt hơn. Nhưng mà lời của Chúa tại đây nói với chúng ta rằng Chúa là thánh tính. Điều chúng ta lo không bằng Chúa lo đâu anh chị em. Điều chúng ta dự trù không bằng Chúa dự trù đâu. Trước tôi trẻ, nay tôi đã già, nhưng chẳng hề thấy người công chính bị bỏ. Việc của chúng ta hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Có được rồi đó anh chị em, chúng ta khỏi lo nữa. Vì chúng ta đặt mình vào ở trong một cái nền kinh tế và trong một vương quốc mà vua cai trị vương quốc này là vua đại tài. Lúc đó mà chúng ta vẫn còn lo là dại. Chúng ta muốn để lại của cải cho con cái của chúng ta, hãy nhớ điều này: dòng dõi của cái người công chính sẽ không đi ăn mày bao giờ. Hãy tin cậy vào tình yêu và sự thật tính của Chúa. Nên cho em hiện tại có nghèo khó, hãy đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Bắt đầu tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Kiện toàn đức tin của mình nơi Chúa. Rồi anh chị em sẽ thấy Chúa Ngài đưa chúng ta đi qua, Ngài ban phước trên đời sống chúng ta và cất nhắc chúng ta lên vị trí để chúng ta có thể ban cho. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bởi vì rất dễ để con người chúng ta giống như người giàu dài, làm thức nhọc. Đúng, có. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã ban phước và khiến cho cái mùa màng năm đó mưa đến đúng lúc, thu hoạch thì quá nhiều so với lại các năm trước, đến độ không đủ kho để chứa. Và Chúa Ngài muốn tìm thấy nơi cái người này, mình sẽ mở kho lúa của mình ra, mình bố thí cho những người nghèo. Chúa thấy, và thấy cái ông này, ông thấy mùa màng của mình tốt quá thì có một kế hoạch thu vào giữ riêng cho mình. Cho rằng ông thiển cận quá. Câu 20 cho thấy Đức Chúa Trời Ngài bước vào ở trong cuộc diện và Ngài nói rằng: hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn của ngươi bị đòi lại. Thì tất cả những điều này, những toan tính này, những kế hoạch này sẽ để lại cho ai? Trên bàn thân mình, nếu bạn chưa bao giờ có Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống của mình, chưa bao giờ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống của mình, hãy thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Bạn sẽ không thua thiệt, nhưng được phước vô cùng khi bạn thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời và là người nhà của Đức Chúa Trời. Thì bạn có một người cha yêu thương toàn năng, có thể chăm sóc tất cả những nhu cầu trong đời sống của bạn, vì cha biết mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Hãy quyết định tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình, tìm kiếm Ngài trên hết mọi điều, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều mà thiên hạ ở ngoài kia đang tìm. Chúa cho chúng ta được có Chúa, được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, được vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng được Chúa Ngài chu cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần trong cái ăn, cái mặc của mình. Cảm ơn Chúa.
sự giàu có vô lượng của Đức Chúa Trời của chúng ta trong Đấng Christ, không phải chỉ trong đời này mà còn đến cả đời đời, và Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta. Hãy mở lòng ra, ăn năn tội của mình, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên đời sống của bạn. Bạn không còn phải lo lắng nữa, nhưng bạn có thể sống trong sự chu cấp của Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đến với Chúa trong thời gian này. Nếu trong những ngày qua, vì hoàn cảnh, vì cuộc sống mà ai đó trong chúng ta đã dại dột, chúng ta lấy lại cái quyền điều khiển đời sống của chúng ta từ nơi tay Chúa, và chúng ta đòi tự điều khiển cuộc đời của mình. Và mỗi ngày chúng ta càng giành cái quyền đó, chúng ta càng thấy sự lo lắng càng gia tăng. Và những ngày qua chúng ta mất đi cái sự ngọt ngào trong cuộc đời đi theo Chúa của mình. Tôi khuyến khích anh chị em hãy trở lại điều chỉnh và đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa và lời của Ngài một cách trọn vẹn hơn. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa, xin giúp đỡ cho con, để con ít đức tin, con xin Chúa Ngài giúp đỡ. Trong thời gian này xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên, và mỗi người trong chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta thấy thiếu chỗ nào, chúng ta cần kiện toàn chỗ nào, xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Trong lúc các con cái của Chúa cầu nguyện, nếu có ai đó có mặt tại đây chưa bao giờ chính thức bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời bằng việc tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, tôi khuyến khích anh chị em hãy làm công việc đó ngay giờ này. Vì như người giàu mà dạy, chúng ta không biết lúc nào linh hồn chúng ta bị đòi lại. Có thể tối đêm nay, có thể trưa hôm nay, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái bất ngờ đó là bất ngờ của những người dạy, nhưng xin Chúa cho để lúc này bạn là người khôn ngoan, chọn trong đời sống của mình. Đối với quý vị đang theo dõi qua online, qua YouTube, và có thể một thời gian sau ngày hôm nay mới xem được cái đoạn YouTube này, đừng chần chờ. Chúa cho chúng ta có cơ hội, hãy nắm bắt lấy cơ hội tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, thì đó là quyết định quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Hãy tập trung vào và lo cái việc quan trọng trong thứ tự ưu tiên mà Chúa Ngài đã định. Trước hết, việc đầu tiên nhất, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho bạn thêm tất cả những gì mà bạn đang lo. Cảm ơn Chúa. Cho kính yêu chúng con cảm ơn Chúa vì chân lý của Chúa đã được bày tỏ. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã dạy những điều này để đánh thức chúng con. Xin Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan thiên thượng, để chúng con không dại dột chỉ lo thu chứa của cải của chúng con, giàu có ở trên trần gian này mà không có Đức Chúa Trời, nhưng cho chúng con giàu có trong Đức Chúa Trời, để chúng con có thể được phước mà chúng con có thể đầu tư vào để làm nguồn phước cho nhiều người, nhất là đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người lân cận chúng con, đem lời của Ngài để chúng con có thể san sẻ ra cho những người thì thiếu sự hiểu biết, đang ghi mài tập trung vào thu chứa của cải tiền bạc cho trần gian này, cho cuộc đời trên đất này. Xin Chúa Ngài sức giàu ban ơn và thêm động lực cho mỗi một anh chị em chúng con, để chúng con sẽ nói lẽ thật này cho những người chúng con tiếp xúc. Chúng con ngợi khen Ngài, biết ơn Chúa vì cha ban cho chúng con cả vương quốc của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, xin giúp đỡ chúng con sống trong sự phong phú của vương quốc Đức Chúa Trời, trong quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời, và trong đường lối của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em mỗi ngày sống một cuộc sống tràn đầy ơn của Chúa, được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Hallelujah. Chúc bình an. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.